gì? Dạ có tiểu nhị đây. Cho một tô mì. Dạ dân. Một giò rượu nữa. Dạ. Làm liền luôn là có liền luôn. Dạ tôi thấy ba chị vị ăn mặc sang trọng quá mà không biết có đủ tiền. Thôi là hiểu rồi, ăn đi thì tính sao? Tính. Đúng rồi, ăn đi tính. Làm đi. Dạ dạ nhưng mà tôi hả sao sao tôi ăn tới mấy tô lận hả? Trời ơi cô đói dữ vậy hả? Được rồi không sao không sao. Tiểu nhị hai tô mì. Dạ khoan. Rồi có liền tôi ăn 4 tô. Người hay quỷ vậy? Thiệt ăn 4 tô. 4 tô tôi ăn ở đây thôi, còn 1 tô xin cho tôi đem về. Trời ơi gì vậy quýnh? Hèn chi tướng ăn vậy mà đi cà tưng là đúng rồi. Nó có chút xíu gì mà ăn năm tô mì. Anh ăn có nửa tô và anh muốn chết rồi nữa. Mẹ ăn thiệt nên tô. Dạ muốn bồn luôn rồi. Làm gì vậy? Cái gì mà lô phật? Lô phật rung. Người ta là con người chứ không phải là... đâu phải là quỷ ma đâu, anh rung chứ ạ. Thấy nó cười là tao biết nó con người rồi. Anh Công ơi. Không phải anh Công đâu, tôi tin dẹo. Tôi không phải tên dẹo, tên đại. Trời ơi. Có ai đánh đầu tự nhiên khai à? Quên tôi khai. Cái gì à? Ôi muôn thu cam ly cách hiền thế, từ thêm khinh nãi tay tề, nếu âm phủ hồn mê theo về. Ma 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 đang đưa lối xin ta dùm, đừng vô bắt ngờ tôi. Ma ma quỳnh ơi sao mê sáng liên hồi kêu rẽ. Mà đâu mà má người ta người má gì? Bà nội, bà... Gì vậy? Chết quá. Bà nội. Bà nội ở nhà chứ không phải bà nội đâu, bà nội. Bà nội ơi, nhị nương ơi, Tiểu Sưng ơi, chừng này sẽ xin vĩnh biệt rồi, Tiểu Sưng ơi chắc chết quá. Anh làm cái gì vậy? Làm cái gì mà la bài hải bà hải gì? Người ta là người nãy giờ, nói chuyện gì mà sợ ma cái gì? Hồi nãy anh sợ anh khai tên thiệt anh luôn rồi. Không sao hết đó, có gì đâu khai, mà sợ. Khai tên anh rồi. Người ta đẹp như vậy nè, ma cỏ cái gì mà sợ. Nhưng mà nó đẹp nhưng mà sao nó nhỏ con mà nó ăn nhiều quá, anh sợ nó quỷ quá. Thì anh không nghe câu hả? Người ta nói người ta ăn nhiều có sao đâu. Nói được không? Tiểu Nhi! Trời có liền, đây mày đây mày đây đó đây ở từ từ chứ đâu nóng quá vậy. 4 tô luôn. Không phải ông nội để mình đi luôn rồi. Vô qua mày đi ơn các bạn. Bà nội ăn nóng quá vậy. Để đó luôn. Đó là 4 tô luôn. Đó rồi có tiền anh thôi. Chị ăn nha. Đi tự nhiên từ từ cái trường phóng lưỡi. Mày ăn nữa không? Dạ, tôi no rồi. No, tao tưởng mày ăn nữa, tao trốn liền á. Thôi, bà nội ăn tôi sợ quá. Thôi giờ ta chỉ để đưa ta về. Còn Tam Đệ ở đây lo cái vụ này nha. Dạ. Lo cho tôi về nha. Bà nội. Dạ, cảm ơn người nha. Dạ, nó về Tam Đệ. Chị ca, ngộ ha. Mấy người này ngộ á ta. Tự nhiên cái em đệ
Cô nương à, bây giờ cô nương đã ăn no rồi, hãy nói cho tôi biết tại sao cô nương lại ra nông nổi như thế này. Lại là ân công. Dạ là... Phải là công tử. Dạ
đa tạ công tử. Gì khóc vậy? Vô. Ta đi có chút xíu mà khóc thì nhớ khóc hả? Phu quân. Ừ? Thì có chuyện này muốn nói với phu quân. Có chuyện gì nàng nói cho ta nghe, ta sẽ chia sẻ với nàng. Nói đi. Hả? Phu quân đừng có giận thiếp nghe. Phu nín được cục chân đừng có nói nữa, nói cho ta nghe. Đừng có giận, đừng có khóc gì hết. Nói đi ta nghe. Nói đi. Thiếp đã đi bắn bình ngọc của Dương Triều, mà công nương đã trao tặng cho gia đình Dương gia nặng thâm tình. Chắc phải lụy mình tiểu xuân, có cách nào cứ thiết hỏi phụ quân, bằng không thì cam chịu quý thân, chớ sống chi ở Dương Trần. Nội và mẹ lìa thâm ân. Trời ơi là trời. Trời ơi, cái bình ngọc đó là vật gia bảo của Thái Hậu tặng cho dòng họ ta. Nàng đem đi bán hả? Trời ơi là trời. Nàng biết đó là vật gia bảo không? Thì biết rồi. Nhưng mà vị đại huynh thua bài bạc, đem bán căn nhà thờ phượng tổ tiên, thân mẫu đau buồn lâm bệnh, vì không có chỗ nương thân, phận làm con á, thiếp biết tính sao bây giờ? Phu quân ơi, đừng bỏ thiếp. Thiệt là hiếu đạo của nàng ta biết lắm, nhưng mà cầm nhiêu? Dạ. Nhiêu? 1.000 lượng. Cầm 1.000 lượng luôn hả? Dạ. Mặt lượng nhỏ, đối với dòng họ của ta là 1.000 lượng là. Nói lại là cầm nhiêu ạ? À? Dạ. Bao nhiêu nói ta nghe coi. 1.000 lượng. 1.000 lượng. Xỉu rồi trời. Phu quân. Ôi ơi, trời. Phu quân ơi. Nghĩ sao đi cầm 1.000 lượng vậy trời? Dân gia bản của dòng họ Dương gia ta mình đang cầm 1.000 lượng. Phu quân ơi, chàng phải giúp thiếp. Nàng tính đi, bây giờ ta dành dụm bà nội cho rồi nhị lương cho ta, tất cả được có chưa tới 500 lượng nữa, bây giờ còn tìm ra đâu 500 lượng đi. Nếu không á thì chắc thiếp chết quá. Chết hoài à. Hở nói ra cái chết à. Để ta tính chưa? Cách nào đi ta? Không dễ giờ nói thiệt với bà nội, nói thiệt với nhị nương. Phu quân. Có cách rồi. Có cách rồi. Ừ. Cách gì vậy phu quân? Để ta tính gì hả? Chàng tính hả? Ừ. Yên chí. Được không? Được không được. Chồng của nàng nói là có rồi. Nghe. Gì? Tiếp đợi ông phu quân. Không cần đợi ơn. Ta dễ thương rồi. Dễ thương. Ta dễ thương. Ừ. Thử lên đi. Thưởng cái gì bây giờ? Chàng đứng lên đi. Chàng làm lại đi. Vậy chàng nhắm mắt lại đi. Quỳnh Lan nhắm mắt nè hả? Ừ, nhắm mắt lại nè. Nhắm mắt lại chưa? Nhắm mắt rồi. Ở chưa? Lâu rồi hả? Lên đi.
già chứ nhanh nhẹn lắm mà nha. Trời ơi trời, xỉu chàng. Cái gì mà đồ sộ quá vậy nàng? Hai cái bánh bao á. Trời ơi, ta thấy nàng làm hơi lố quá. Hai cái bánh bao lớn mà sao không lố? Nhỏ 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 thôi, người ta phát hiện thì nguy đó nàng dạ. Ơi khiêu gợi ông chủ quán. Vô đi mà còn khiêu gợi hả? Đánh kỳ quá. Mau lên đi, trễ quá là cửa tiệm đóng cửa bây giờ á. À dạ. Chào quan khách. Dạ chào ông chủ. Hai người đến đây làm gì? Mua hay bán? Chúng tôi đến đây không phải để mua đồ. Không phải để mua, chứ làm gì? Dạ. Cầm. Cầm. Cầm gì mà cầm á? À dạ, chúng tôi đến đây là để bán đồ. Bán đồ. Bán luôn hả? Bán cái gì? Dạ bán đồ quý không? À. Đồ quý à? Dạ đồ quý à? Dạ. Quý à? Dạ quý. Đưa ta xem. Dạ. Đồ gì mà quan trọng quá vậy? Quan trọng chứ ông chủ. Đồ quý ông chủ. Nhìn nghe kỹ nha. Hú hồn chứ à. Nhân sâm. Hai người định bán bao nhiêu? Bán à... 500 lượng. Ủa sao vậy? Cái gì 500 lượng? Chứ hai người muốn nhiều. Cái ba gì cái thứ mà 500 lượng ông chủ? Nhân sâm này của Thái Hậu Đại Đường trao tặng 1000 lượng, không biết tôi bán chưa nó mà nói 500 lượng à. Ba cái thứ nhân sâm tầm thường này ở đâu mà Thái Hậu trao tặng? Có người trả 2000 lượng rồi đó. Cái gì mà nhân sâm tầm thường ông chủ? Nhìn kỹ chưa? Hàng độc. Ba nhìn kỹ rồi. Hai người có tư cách gì mà quen với Thái Hậu Đại Đường? Nè, ăn cắp đó nha, ăn cắp đồ của triều đình đó là mang trọng tội đó nha. Ta không báo quan quân chi cứu á là phước ba đời của hai người. Dạ, đó. Dạ dạ giờ dạ. Giờ bán không? Dạ. 500 lượng giá chấp. Không dạ. Mang ta vô à. Cái quan đợi chứ ông chủ, từ từ, cái gì cũng phải từ từ chứ ông chủ. Đi chỗ khác bán, đi chỗ khác bán. Cái gì mà đi chỗ khác bán? Bây giờ hả? Bán liền luôn đi. Đợi một chút nữa quan quân nó tới thì rắc rối lắm. Thôi ta bán thì bán đi, chàng quyết định đi. Chàng quyết định đi bán. Sao? Thì bán. Bán không? Bán đi chàng. Bán. À, 500 lượng thì 500 lượng. Thêm mai mau mắn gì phải được chứ. Rồi, đưa đây. Tiền đâu? Từ từ. Nhưng mà đưa, đưa lên ngân lượng đi mới lấy nhân sâm chứ. Ta phải kiểm tra. Kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra. Coi rồi còn kiểm tra nữa, ông chủ thì khó quá. Được chưa ông chủ? Lẹ đi ông chủ ơi. Nè, để thiết kiểm tra. Trời ơi đúng rồi, đúng 500 lượng nè. Dạ đúng rồi đó. Trời, chàng cất đi, cất kỹ nha. Rồi, bà vô à. Về chàng. Đi về dạ, nè. Đi về. Ý chết rồi. Cái gì vậy nè? Không phải hai thằng này. Tên gì tôi quên rồi. Tô Hồng. Tô Hồng người hầu của công chúa quan gia mà đi đâu cũng gặp con quỷ này nè. Nó dữ lắm. Lan sao bây giờ cô Lan ơi? Sao bây giờ? Cô đừng sợ. Nè đừng có lo, đừng có sợ. Chàng đừng có lo. Để ở. Chàng giờ cũng này mà chàng với nàng vậy nữa. Làm sao bây giờ hả? Để ta lo hết, ta sẽ chịu hết tất cả cái này cho chàng. Đi cho nàng nha. Đi về nha. Đừng có buồn, ta lo hết cho ta gánh vác hết cho nàng. Được chưa? Chàng ơi đau xót nào yên, niềm thương tha thiết vô biên. Bồi thuyết đây cạnh trốn duyên, khi yêu phủ lang liên lụy. Nàng ơi chung thủy cùng nhau, làm sao che dấu hờn đau ta cứu nàng, tâm ta rất mừng vui. Tô Hồng à,
cô có niềm tin rằng công chúa cho cô xuất cung để tìm vị hôn phu không? Tỷ tỷ à, có mà, công chúa hứa với muội mà. Vậy à? Lời công nương cô đã nghe rồi, hãy yên tâm vui suốt cùng tìm duyên. Đời đường duyên năm tháng không con tròn tơ loan ước mơ dung bồi, nghĩa ba sinh qua đôi. Niềm ưng công chúa ghi lòng, phóng danh son chỉ thêm hoài công. Thà thùng trang rau cháo chung đông, nhìn mây bay nước trôi xuôi dòng, sống vô tư. Cô nói đúng, phận của tôi tứ cố vô thân, lại thêm văn biện bạc nhược, làm sao sánh với cô võ nghệ tinh thông. Tôi đành phải làm cung nữ để nương nhờ an cuộc sống. Tỷ tỷ à, dù là tài ba đó, nhưng mà em cũng vẫn là hàng nô nữ. Em cũng cần có bóng tùng che chở lúc cô đơn. Lệnh công chúa cho xuất cung, cho nên em mới nhờ tỷ tỷ theo cùng để chờ chỉ giúp chứ bộ. À, tỷ tỷ, hình như là tới nhà người mai mối rồi kìa. Ồ, đúng rồi. Đi tỷ tỷ. Lạ không? Sao ngự tiền chỉ huy sứ Kim Bài Miễn Tử Tô Hồng và nàng nào xa lạ lại dám đi vào nhà của mụ mối? Ta phải tìm mưu cứu nạn cho hai nàng.
đưa nhị nữ dân vào. Dạ, bái kiến ngự sử quan. Cả hai ngẩng mặt lên cho ta xem. À, thì ra là ngự tiền chỉ huy sứ Kim Bài Miễn Tử Tô Hồng à. Ngài biết rõ về tôi à? Là nữ tỳ thân tín của Tam công chúa, ai mà không biết. Nếu ngài biết rồi, sao không thả chúng tôi ra? Cô thử nghĩ, một vị quan thanh liêm chính trực công bình, làm sao có thể dung túng cho người phạm tội được. Nhưng mà tôi tội gì? Tội thứ nhất, ý có được kim bài miễn tử của vua bàn, dám nghênh ngang lòng hành pháp pháp, ra thành môn tìm mẹ mới kén chồng, xem thường chốn cung rồng không người xe duyên thâm. Tội thứ hai, bị hại bởi thuốc mê, sắm tan đời con gái, ngự sử quan cứu nàng vào cửa quan còn hóng khắp. Tội thứ ba là người chốn cung cấm phải tuân thủ luật triều, phải chờ đợi thái hoàng phối hợp thành thân, cần thông hiểu ít nhiều về luật hôn nhân, có lý đâu tự y sánh châu dân, ta thỉnh tội nàng rồi tâu với hoàng ân. Túc vệ quân, giam tội phạm chờ giao về điện chính. Dạ. Mình xét thư tha Tô Hồng tội tình thâm cung, tuân lời ban truyền công nương, người tâu hoàng dương cho Tô Hồng về đôi luyến thương, nên sáng tinh sương ra ngoài thành tìm xem tỏ tường, gặp bà mãi mối tỏ thông sự tình, ngờ đâu quân á cha mang ta dâm, ứng sâu đại quan cứ quy Tô Hồng, xin ghi vào lòng về nơi cung thăm thưa bắc công đương ơn giang đền trò, đừng dương anh nghĩa ta sẽ dung tha cho nàng về triều. Khấu kiến đại công chúa. Ngự sử quan, Tô Hồng phạm tội ra sao mà ngươi dám dung tha? Dạ bẩm công chúa, đối với ngự tiền chỉ huy sứ của đại đường, hạ quan không dám bắt hay tha, mà chỉ biết trả về triều chánh. Vậy thì đây cũng là một dịp tốt để cho ngươi khỏi chuyên tâm về chuyện triều chánh, trao Tô Hồng lại cho ta giải về dương cung. Dù được kim bài miễn tử, nhưng Tô Hồng cũng chỉ là một nô tỳ hầu hạ mà thôi. Chúng ta có quyền xét xử một cung nữ đại đường mà dám trốn ra ngoại thành tìm mai mối chọn chồng, kẻ bất tuân dương pháp cần nghiêm trị. Khấu kiến tam công chúa. Kim Châu, Tô Hồng đúng là người của muội, nhưng một cung nữ cả gan ra ngoại thành chọn chồng đã phạm vào dương luật cung môn, chẳng cần tam công chúa mà đại công chúa này cũng có quyền bắt về giao cho thái hậu. Đại hoàng tỷ khiếp người quá đáng, hay nói đúng hơn là mưu sâu của những người tâm gian, ngài đem tính toán giết quan hai người à. Đại đường minh quân sao chốn cung vàng, bao kẻ tham quyền cao, nghẹn ngào thương đau thân.
nào. Không lý luận dài dòng, Thiết Ngư Quân bắt Tô Hồng đi gối khắp chợ phiên, treo yết thị trước thân cho dân chúng biết. Ngự tiền chỉ quy sứ đại đường, chọn mũ mối kén chồng gá nghĩa. Trời ơi tàn nhẫn quá, Tô Hồng công chúa. Được, muội sẽ vào cung trình thái hậu. Ta thách đó, dẫn đi. Thần là nhân chứng. Tâu Thái Hậu, thần là người đi ra án Tô Nương, nhân đi từng vô, không ngờ trông thấy tà nhang. Bài mùa sâu kiếm công nương cung hoàng, sắp tiệc mời trang hoàng, hai cung nương uy nàng. Hôm ngày miệng lưới hồ đồ, triều đại đường công nương quyền quy là tiểu quan, hiểu gì mong tâu trình. E rằng đánh dương luật hình, ta chẳng gì nương giữa nơi cung đình. Khuyên đại nương cần nể tình bà, đại đường triều trên ngôi hoàng dương.
chứng nhân nào không. Cùng xuất cung cùng Tô Hồng, để nữ lang hiền nhân tâu trinh. Lại bà thương bày tỏ lòng thành, lời Tô Hồng thẳng ngay nào sai. Thì mặt mũi nào ta còn nhìn ai trong cung thẩm.
dương chỉ còn nam chính bất phạt. Nếu dịp này ta không hại được nó, thì khi vua cha về, nó như cá quá rồng làm sao đối nghịch được. Nếu không đối nghịch thì căn phận hỏng heo, buồn cho số mạng. Tại sao cứ cam chịu theo số mạng? Nên nhớ rằng nhân định sẽ thắng thiên. Cung nhân quý phi, xin quý phi cho chúng con tường cao ý. Nhân thắng thiên là gì? Bên các con có nhà mưu lược nhân quý phi ta, còn trời thất bại là gì? Tam công chúa tài sơ trí thiểu. Xin quý phi cho chúng con tường cao ý. Có nghĩa là dịp mai đến với các con, khi ta có bằng chứng rõ ràng, dương nhân ngọc tơ ái đá vàng, cùng nữ lang vốn dòng hạ tiện, thường lạ lơi ông bướm chốn lầu xanh, phải ra tay cho Kim Châu biết mặt, ly gián chúng theo mưu đồ sắp đặt, sẽ hận thù tam công chúa Kim Châu. Chim cò ngủ nhau ngư ông đắc lợi, chẳng uổng phí công mấy lâu chờ đợi. Nhưng phải làm sao cho Kim Châu trông thấy chứng cứ rõ ràng duyên nợ sẽ ly tan. Quý phi xót thương dạy bảo chu toàn, cho chúng hiểu trường công chúa đường ban, để chúng khiếp quay bỏ thoái ngang tàn. Kim Châu cùng vàng ghen tức với dương gia. Đại công chúa, nhị công chúa, hai con đến đây. Quý phi quả là cao kiến, chúng con vô cùng khâm phục. Bổng đại tỷ, không biết nhân quý phi có giúp chúng ta thật lòng hay đó chỉ là cái bẫy giữa triều ca gây ly gián. Muội sợ nếu phụ hoàng biết được thì sinh mạng của chúng ta như chỉ mảnh treo chuông. Nếu muội sợ thì đừng nên xông trận, để cho Vĩnh Hà này. Đại tỷ, kiên tâm chẳng tha, kẻ mong chuyên quyền chiếm ngôi triều ca. Lòng ta xót xa nhớ thương mẹ hiền, vua cha nhân tâm phải tình chung thủy. Kim Châu chết ngay mới yên tâm này, không tha đứa giang tí nương yên lòng mối căm hờn mà. Và mưu sâu quý phi ta cần tuân thủ, tiêu tan đứa giang nước non thanh nhân, đầu lưng xác dài trước sau an bài dứt tàn tù quan, trừ quân xoáy lang báo an ngài vàng mây. Ở cái kia thoát lưới, tội lòng như chim nọ sổ lòng. Mỹ nhân, hãy đến cùng ta vui đùa ông bướm. Cho qua hết buồn đau, trời cao khiến xuôi cuộc đời. Vì cớ sao đôi đời không cái qua dần thời, nhờ mẹ cái tiền quên và quên nắng ta là ai.
thai kiếp râu mài. Ôi cay đắng đời trai, hỡi rượu nồng tham đau lòng, ngào ngán thay vợ chồng. Ơn sâu cứu đời tôi, con ghi mãi muôn đời. Tiệc đãi xin dân người, cô hiếu tôi thật lợi. Tam phò mã cũng như ta, ta cũng như tam phò mã. Không cần, vô đây với ta, lỡ lên. Rồi, rót, rót cho ta nữa, rót lại lên, rót. Đây, rót. Nè, rót nữa. Đại phò mã. Rõ ràng mật báo quân quả không sai. Tại sao chàng lại cả gan đến nơi này? Ta... Quân! Phò mã về. Hả? Đi về hả? Về nữa hả? Đại phò mã, thật là tác tệ. Dám lén công chúa đi lầu xanh ha. Công chúa còn tác tệ hơn hả? Đồng quân hả? Con đi. Dạ. Công chúa nhà em ơi. Quân ta. Nhân Ngọc, con là chính nhân quân tử, lại có hiền thế là tột phẩm công nương, mà lại còn dở thói bướng mông cùng kỹ nữ à. Trời ơi bà nội ơi, quan cho con lắm bà nội ơi, quan lắm mà. Công chúa đã tới đây thưa rõ bao lời, con tạ lỗi là đã tát tay con nơi kỹ viện. Đi ăn dụng mà để người ta biết dở lắm á nha. Sao không rủ huynh đi theo để nè. Trời ơi, để làm gì hả? Ta nói là để thì ra huynh cũng có. Không có, ta nói để là đi theo khuyên hiền đệ quay trở về. Chứ hiền thê của ta xinh đẹp dễ thương như vậy, ai mua đi tìm kỹ nữ an. Trời ơi, trời quan cho tôi lắm mà trời ơi. Dị huynh ơi, dị huynh, quan ức thế nào? Anh hãy nói cho nội và mẹ hiểu đi, nói đi anh. Được rồi, nghe nè. Xin tỏ cạn nội và nhị nương cảm thông. Trước mấy thu hoa đường xa gặp cơn gió giông, trên bước quan sang bình tình còn dương vào. Bất tính mê mang ngờ đâu có trang hoa đào, cứu sống dương gia hồng nhan ẩn thân nơi nào. Hôm nay có tin nàng chốn lầu xanh làm thần kỹ nữ. Tâm cảm thông thương tâm nàng trao lời,
Giật đôi sao dời khi lòng niềm ân, chứ nhưng con quyết không phải mờ khắc ghi muôn đời. Chỉ thanh cao một lời trung kiên, đã có hôn thề đi đâu gieo phiền, tình công nương vẹn nguyện chung thuê, đâu lẽ nào dòng ân đổi thay. Có ai đâu ngờ lửa dâng cao bao người kêu la, xót xa thân hồng đến thanh lâu một lần tìm thăm. Con liền đưa sớ kiều dường qua thoá quy, nhưng không ngờ bị nhốt vì công nương. Bị nhốt như thế nào? Công chúa tác tài con giữa chốn đồng người, khi con bồng sở kiều tránh lửa, thử anh nội thấy nhục nhục. Trời ơi, vị huynh ơi, vị huynh, kỹ nữ lầu xanh anh bồng chi cho mang họa vô người vậy? Nè, để có nhớ trước cái câu là kiến nghĩa mất vô giọng giả không? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vị nương thường dạy con, lâm nguy bất cứ mặt anh hùng, vậy mà bị một cái tác như trời giáng vậy đó. Ôi ơi, nhục không? Nhục, nhục lắm đây. Tội nghiệp quá vị huynh ơi. Thật sự thì công chúa hành xử như vậy cũng là quá đáng đó. Dạ. Nghĩ thương dương già vô phân, cưới dâu thuộc dòng dương tư xiên mang nghẹn ngào, tiếu xuân từng đêm lê trào, thân mẫu nên lo phương nào, gắn công nguyên trời cao tuôn. Phật cao à, lời hiền huynh dứt tan tơ duyên, xem nàng công chúa giang cầu ta lối, do mình nông nỗi niềm yêu đẻ hai, ôm đắng cay. Chồng, con sợ sau này công chúa xem dương gia chẳng ra gì nữa. Bà nội và mẹ suy nghĩ lại đi. Còn suy nghĩ cái gì nữa, nhân lập phải ly hôn thôi. Hả? Ly hôn? Ly hôn? Ủa, mình có sai hả? Đi, 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 nếu Quỳnh nói sai thôi, Quỳnh xin lỗi đệ được không? Đại ca đã hiểu lầm đệ rồi. Đệ rất hài lòng ý kiến của đại ca. Ông phải giải quyết. Nhưng mà không? Sợ. Con sợ cái gì? Con khổ đau như vậy, bà nội cũng đồng ý cho con ly hôn. Ly hôn? Con mừng ly hôn. Con cũng cùng một ý với mẹ. Em
vui quá à. Nghe tin á, nhị huynh ly hôn với bà chàng cái đây em vui quá. Đúng rồi, ly hôn là phải. Ly hôn là phải, thì đây là phải luôn. Hôm nay con cương quyết ly hôn với bà chàng, nhưng phải tìm phương cách theo quy luật đại đường. Nếu không thì hoàng gia nhất định sẽ không tha, thảm khổ cả nhà ta. Một người không thành viết cậy đóng tan quan nghiệt, tất cả cùng tính toán ly hôn chẳng nghi nan. Có gì đâu rối rắm, suy nghĩ sẽ chu toàn, tìm lỗi phần công chúa để vào đến ngai vàng. Dân sơ tấu thiên nhan, xin cắt đứt tơ loan không còn cảnh trái ngang. Có cách này lưỡng tiện sẽ em xuôi mọi chuyện. Cách gì hãy nói mau, rồi toan tính cùng nhau. Bây giờ em nói cách này có được không nha? Cách gì? Nhị ca, bằng mọi cách anh phải làm sao lấy được ngũ thạch tán, anh bỏ vào nước cho công chúa uống, rồi bắt một tên tâm phúc nằm kế bên. Lúc đó nhị ca xông cửa vào bảo gian phu gian phụ, rồi đi không? Không được. Vô lương tâm, tàn nhẫn lắm, không được. Bây giờ con có khách này, bà nội với chị nương với vị đệ rồi. Cách nào mà không? Bây giờ mình tìm một thầy lang, mình hốt thuốc, mình nói với thầy lang cho hốt thuốc về cho công chúa uống xong công chúa ngủ ngủ xong cái công chúa thức dậy đầu cọc lóc không còn cọng nào. Đó là công chúa mắc bệnh nan y. Tao với nước chua nè. Hay quá, mình ly hôn có một cái đầu cọc. Không được con ơi, con gái người ta có mái tóc, dạ tự nhiên cho uống thuốc thì đụng cái đầu cọc lóc kỳ lắm. Không được. Đó mái tóc xanh ống ả mượt mà là báu vật của giai nhân, cái tóc là gốc con người. Làm chuyện thất đức như vậy Dương gia ta không thể được. Thôi đi, như vậy là hết cách rồi, việc ly hôn không thành rồi. Làm sao mà hết cách được nhỉ ca? Có, còn một cách này mà nếu tất cả mọi người không đồng ý thì em cũng phải chịu thôi. Cách này là trộm cắp. Trộm cắp là cái tội xấu, nhất định ly hôn. Đúng rồi, tam đệ nó đúng cái tội trộm cắp hả? Công chúa là hàng danh giá nè, mà mắc cái tội trộm cắp á, bị đài vô tàng kinh cát. Đài vô tàng kinh cát tối ngày là ngõ tụng kinh là nam mô đi tu rồi đâu có còn ngoài đời nữa, cho nên là ly hôn. Như vậy là quá xá hay. Như ngọc được dịp bay, như chim tung cánh ngoài trời xanh biển rộng. Công chúa đó. Hả? Đến nữa sao? Mới dắt tới liền trời. Dạ, công chúa xin kính chào Dương gia. Trời ơi, đến đây làm gì đây? Kìa, phò mã. Tới đây nè. Chuyện vừa qua thiết tả tội với phu lang, để lỡ lãng lửa từ nay Kim Châu xin ngứa. Đạo phu tùng cử án tề mi, nguyện sao trước chu toàn. Ngày trước tắt đòn rồi đường mất hôm nay, không hiểu nhân ngốc này tính sai. Bừng lửa hờn ghen trong lòng nóng giận, về đến cung hoàng hối hận chuyện vừa qua. Vội sang Dương gia tạ lỗi giao quà, phò mã thương tình bỏ qua. Đâu phải nơi đây công chúa trái đạo nhà, vẫn không hách hiếp chồng không tha. Nước đã đổ ra hôm sau đầy ghen, đánh ngọc giữa chợ phiên giao đầu đục len. Chẳng tròn phu tùng tuổi thẹn lắm thai, ăn năn nay đã quá muộn màng.
suốt tháng năm dài nhân ngọc thở than thầm cầu nguyện trời sẽ sớm trả tan. Dịp mai đến nơi bị đòn giữa chợ, đức nợ bực mình gắm cũng quá hay. Ta quyết ly hôn cho mọi chuyện an bài, nàng ái đợi chờ nơi cửa quan. Bẩm với Dương gia hôn lễ trang hoàng, thiếp chẳng phải hàng lấy dội theo không. Kỹ chồng đâu vợ đó, ta về. Chồng đâu vợ đó hỏng rồi, hỏng hết rồi, tiêu rồi. Trời ơi, nhưng Ngọc phải ly hôn mới được tự do. Con không phải là kẻ tầm thường, chứ không phải suốt ngày bị vợ mắng. Bà nội, bây giờ bà nội làm Sở Kiều giùm con đi. Để làm gì con? Làm Sở Kiều để làm gì? Nội làm Sở Kiều. Đại ca hiểu ý em không? Để nói là ta hiểu ý, đừng có bắt bà nội làm Sở Kiều, ta làm Sở Kiều cho. Ai làm công chúa? Đúng rồi, ai làm công chúa? Thiếp làm công chúa cho. Hiền thế ta làm công chúa. Tổ làm công chúa. Được không? Đâu làm thử. Hiện thế bây giờ nè, ta là Sở Kiều ô nhị đệ là đó. Công chúa gặp nghe. Lúc đó công chúa bắt gặp. Nghe. Mắt trợn trắng lên nhìn Sở Kiều. Sở Kiều, đi ra đây. Ra đi. Ta sư cơ. Nghe lên. Tức lên. Làm gì? Phụ Quân à, thiếp biết thiếp có lỗi rồi, xin lỗi mà. Phụ Quân à, thiếp xin lỗi mà. Phụ Quân à, thiếp xin lỗi chàng mà. Chàng giận thiếp phải sao, Phụ Quân à? Lòng
giả giờ nào đâu trách hơn. Tình yêu tiếu sương cùng dương gia khó phai, là vợ yêu hàng ngàn năm, không có giận thiếp nữa phải không? Hết rồi. Chàng đứng dậy đi. Dạ. Nếu như mà không có giận thiếp nữa thì tát không dừng tát bây giờ cứ mặc cái gì mà lột tát nữa hả? Nè nè thiếu nhìn giống ta gì nè, mùi tát ra nữa hả? Thiếp không? Nhìn giống cái tay tôi mà sợ là tát ra. Rồi nè. Ừ. Nhưng mà tát ra là tát lại. Dám tát không? Dám thì không dám. Li li mất cỡ kìa. Trời li li mất cỡ, cái mặt tôi đi ghét à. Chứng minh trời cao dương gia tâm đồng, ẩn sâu ghi lòng cô nương cứu tôi. Phận bọt bèo đâu mong treo cao, chỉ gắt ghi nhắn cho ngàn sao, thổn thức thêm buồn đau. Sẽ gửi kim ngân về cô, quê xưa cô nên quy hồi, thoát kiếp kỳ nữ thanh lâu ngày nay, hẹn ngày ta tái lại. Phận vô duyên
dương dưới sầu hòa duyên gió càng xanh tự loan thiên thành hiển hương qua tay ương tìm phương giúp cho họ dương gặp cao nhân chỉ bao nên người tài biết ai trong là người trung kiên thầm lo quân an lòng sâu yếm chẳng ta họ dương hè tháng nguy đoạn trường đại đường cũng chưa lắm tiểu nhân không tin tiện nữ có nghe nói á, tước công chúa đã đưa tứ phò mã đến Thiên Sơn Lãnh. Nơi đó bốn mùa tuyết phủ sương rơi, các đại học sĩ hàng năm diện đã cáo lão quy điền, cho nên thánh hoàng mới đưa đến đó an nhàn tu nhẫn. Tước công chúa đã nhờ các vị đó rèn luyện cho tứ phò mã trở thành người hữu dụng. Công nương hãy thuyết phục tam phò mã đến Thiên Sơn đi. Công nương. Không cần thuyết phục đâu. Phò mã, ta sẽ tự nguyện băng ngàn đến đỉnh Thiên Sơn trao luyện nhất tài, dễ không phụ lòng hiền thê yêu mến. Dạ, bái kiến phò mã. Điểm lễ. Phò mã. Chốn xa xôi bình an
gian nan tuyết sương trong lòng thương, khuyên chàng dừng tâm. Kim Châu, yêu nhau nên chờ ngày dưỡng gia thành tài về đường quốc. Chàng phải hiểu đại đường cũng thầm đang nuôi mầm nổi loạn bởi tham ngôi, quên đạo thần ôi vì chung đinh độc hiểm sâu để bao kẻ lụy phiền. Dương gia từng đảo điên kiếm cho buồn duyên phận, tôi hận chỉ khóc thầm mà nào dám hở môi. Nghiệp sâu chốn hoàng môn rượu thân hồn, nhường gấm lúa vàng son cho tám dòng cúng rồng. Hiền thê nén thương sầu hãy nguyện cầu cho kẻ sớm ra đi, đức trọng tâm lành trời Phật sẽ chứng tri. Bằng tất giả gan lì sẽ thoát mọi khổ nguy. Phò má hãy phòng thân trên bước trường đồ, hùng anh điểm tô sáng hà tươi sáng, hồng quang rạng anh quý hoàng đang chờ đợi dương gia. Cảm tạ tô cô nương cho tôi gửi gắm hiền thê chờ tao ngộ. Dạ xin phò mã hãy yên lòng, tô hồng tan đời công chúa mới nguy nan. Phò mã. Công nương. Lầu vàng đêm trống canh tàn, ta chia tay nàng châu rơi tuôn tràn. Nàng ơi nàng ơi, nghẹn ngào nhìn nhau dòng sâu buồn đau, tình chia đôi ngã qua lá rơi như hồn yêu chơi vơi. Nơi chúng xa mây trôi ngàn nơi chứng tin ta, chưa mong chờ thủy chung muôn đời chẳng dừng lòng tình. Trùng phùng người yêu về trong thương nhớ, thoa ước mong ta trung quá.
đường dầm ngàn phó má lên đà. Kim châu cung vàng thở than mênh mang chờ bóng người xưa. Hồng đào rèm thưa chờ chồng ngày qua chàng ơi xin nhớ. Mở tay lại trong vòng tay chung dài. Duyên ước duyên tràn thuyền nguyện sánh hùng anh. Ta yêu chân thành đắm say tơ mạnh cùng ngắm trời xanh. Nguyện cầu quan thiên giùm thương công chúa. Nghĩa ba sinh dân hồn trịnh. Lời khuyên cân phòng hờ, tiểu nhân nào dùng thư xin hiếu thông. Tạm biệt hiền thê. Tạ từ phò mã. We'll be right back.
sao kỳ vậy? Tự nhiên đang giở kiếm sao tự nhiên sao buồn vậy? Mấy hôm nay là hoàng huynh cứ như vậy đó, mặt thẫn thờ ngồi ngó mông lung mà. Trên đỉnh Tiên Sơn chứng minh lòng hương, đời trai thân rủi mai, năm tháng riêng mang nghiệp cài. Ta phải ra tay, quý không đòa đại, nếu gương anh dũng chẳng cho an bài. Tìm giả sư uống cơm trong lòng bao nhiêu gió dâu, làm sao không túi thân ngóng trông. Bầm tay đó chân vàng dài, dắm gai trông chẳng công đường, chẳng yêu thương còn nhân tâm. Không thể yên thân giữa nơi chiều đường, ngày đêm luôn xót xa than khổ do ai bài xa. Nam tử như ta chẳng yên đạo gia, không sao nâng đỡ gian sang đại đường. Ta chôn thân tía sương hơn, về cũng chưa thám thương, đòn rồi thêm chẳng chê kỳ cương. Rừng sâu núi non đêm ngày vẫn tìm son, tấm xa màu chốn gươm đau quên tình gối chăng. Hoàng huynh ơi, chí làm trai hồ hải bốn phương, quyết không để hồng nhan khinh rẻ. Nhưng tại sao khinh rẻ? Chẳng lẽ ta làm chồng phải nhường thua sao? Giữa kim trào là phò má ngôi cao, tối tình gì đành dương khổ. Sầu lệ đổ than thân chẳng chế tình nghĩa ái ân. Kìa có thấy không hồ lý tà mị, khoác vào người gấm lụa ngọc châu, hành hạ ta phải cúi đầu nhiễu nhục. Hãy nhìn xem tư thân thủ túc, da thịt bầm sưng theo cứng chai sần. Riêng tôi đêm từng đêm bị tát bị đòn, không luận sự mất còn, đau đớn phải im lời chẳng được thở than. Gương của các huynh để qua kinh hoàng, muốn thể xác được an toàn, để phải buông màn đâm bóp gái lưng. Huynh đấy à, còn được yên thân, còn để nè, suốt ngày mở miệng ra là bị ngắt, bị ngén, bị cú đầu đó. Trời ơi, thiệt là tính tàn nhẫn mà. Minh quân lý đâu hàng công chúa nỡ đành quên phu tùng, dòng dưỡng đoan trang chính nhân không tròn ân để bao người cười, nhờ danh sư nên gắn công quay về cung vắng tha hồng đào. Phản đối nguy thân triệu ca gió sư ngàn quân, lời phán không tha đời ta chính xong làm mà. Công tuân đành tan gia phương chi trừ yêu ma, bằng không muôn thu lánh xa nơi rừng săn sống nhà ngàn hơn. Nhắc đến kinh khiếp làm sao, tứ xanh hồng mau mà sao ghê quá. Bà ta trợn trừng mắt ra hồn phi phân tán, xíu liền một khi.
làm sao xứng đáng là đại đường phò mã. Dạ, dạ. Kính bái Nhạc Dương. Trong miễn lễ cách phò mã hãy đứng lên. Đội ơn Nhạc Dương. Vừa rạng uy danh trên đường, nam chinh bắc phạt. Trẫm truyền dừng quân nơi thiên sơn lãnh ngắm trăng. Tình cờ nghe lời thở than của các phò mã đại đường. Hãy cho trẫm tường sự thật. Quỳnh nói đi. Để nói đi. Thôi không ai nói, để tôi nói cho. Nói đi. Nói đi. Dạ mu tâu Nhạc Dương. Dạ con nói ra rồi có hạ gục con không vậy Nhạc Dương? Có xẻo tay lắc mũi như lời công chúa hăm dọa con không Nhạc Dương? Những cực hình như con nói chỉ dành riêng cho những tội nhân đại nghịch bất đạo. Mãi quốc cầu vinh, âm mưu xoáng đế. Còn các phò mã là dòng dõi dương tước, không thể lãnh tội theo lời hỏi đó. Chẳng nghe tàu không rõ nguyên nhân, các con chân thành lời bài phân. Hoàng triều ta sao xảy ra bao điều không hòa. May mắn thay ta bay mình về thiên sơn lòng. Nghe tiếng thạc nên đến nơi tường thiên âm cánh. Dương tước nơi tìm chào nó sao lìa xa thẳng. Nói ra thương con thân thương để trời xin sư phân. Tớ không nương tâm thiên quyền làm phải nghe ăn bế chua ca số thân. Khi nhà hiền nàng công đức nhân. Dòng tiền chi nàng không ta nếu ai gieo phiền. Cho nàng suối vàng phải đặt chôn thân vì kinh dê long nhàn phước mai ức quang khởi bài xin đem tài đại dũng giang sang. Chấm nghe tàu truyền quân lướt dâm cùng đình sử phân công à bình. Tâu Nhạc Hoàng đã biết luật hình của đại đường thống xử người hiền, thì những quan quốc của phò mã có được đưa ra công lý không? Các phò mã hãy theo ta về triều đình. Ta sẽ lập công đồng, phân xử theo nội tình dương tộc. Nhạc Dương đại đế. Hai tiên dương chẳng thể gì được quốc, lấy đức nhân tâm đại từ nước thẳng nhà yên. Từ bậc thiên tử cho đến hạng thư dân, ai ai cũng lấy việc sửa mình làm gốc. Này các công chúa, trên đường về kinh thành, chẳng dừng chân nơi thiên sơn lãnh. Nghe tiếng thàn của tam phò mã đại đường, nên mới lập công đồng nội tộc để tận tường hư thực. Đại phò mã. Dạ. Con tâu trước. Dạ 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 tâu Nhạc Hoàng. Những lời con tâu với Nhạc Hoàng là đúng với Nhạc Hoàng à.
Dạ, chẳng qua là trong lúc công chúa nóng giận mà thôi. Chứ, nàng yêu con lắm á. Dạ muôn tâu, chuyện phu thê không vừa lòng trong phút chốc thôi à. Công chúa đối với con không có thượng võ đâu. Dạ, mà cứ lâu lâu ký đầu con xíu à. Dạ, nhưng mà chú con rất là hạnh phúc. Thỉnh thoảng con chỉ làm bò cho công chúa cởi thôi à. Dạ, đó, tụi bạn có thấy không? Chén trong sống nó còn cua mà. Đạo vợ chồng á, có lúc cũng phiền nhau. Chứ làm sao con dám bội phu nghịch đạo. Có phải vậy không cha? Phải. Dạ muôn tâu phụ hoàng, con là dòng dương tước chính nhân, khi nào phải phường giá áo túi cơm mà ăn hiếp chồng tàn nhẫn như vậy? Triều đình đại đường xưa nay nghiêm quân pháp, bậc công chúa trang đài mà hành động bất nhân, thử hỏi hoàng cung kỷ cương còn đâu nữa? Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa phải quét lá đa, chỉ có phường hạ tiện mới ăn hiếp chồng tàn nhẫn như vậy, phải không cha? Đúng đó công chúa. Ngụy quân tử loạn dân triều, tấu nhạc hoàng đã có được nói. Trẫm cho phép, nếu nhạc hoàng binh dược chẳng ra tay thì trong ngoài ai không phục? Vô lễ, võ đao quân. Ai võ đao? Hoàng hạ nói đúng, trẫm kỵ người mà người không phục. Hãy tự xét mình coi đủ sáng suốt chưa. Tam phò mã nói thêm đi. Tấu nhạc hoàng. Dùm phân xứ giữa nơi cung đình, niềm ân thầm nghi khắc ba chân tình. Cung lời xin quyết dứt tan ân tình à. Kể từ đây cuộc bóng mây đen tối ngày này, về quê cũ không dương đo đài, hàng dĩ đành cảm giác ham dương quyền. Nơi cung thăm bao năm rồi, còn sống suy tồi bình minh về theo sẽ yên thân này. Nếu thánh hoàng không chứng lời tâu, thà quyền xin lánh xa dương trần. Đã rõ ràng tan chứng bày ra lòng ta, chúa xót vô biên bởi con sai lầm. Đường quốc hưởng Thái An chư hầu ngàn quân này, có lý đâu hoàng cung thành dâu bế ta. Thảm đoạn trường vì công chúa vô lương, đã tận tường sao trước non nước sẽ ai ư. Nếu trẫm chẳng đo lường bệnh vật tư công nương, thử hỏi dám nhìn ai khi chấp
chướng điện tiền. Dương Nhi đã đắc trí nghe lời khuyên Thái Mẫu, dẫu sao dòng nối tộc cười khóc vẫn còn mang nặng giọt máu đào. Lời tiếc chỉ cầu mong trên giới chẳng nghe nào, để đường trào không dành tan trắng, sầu lắng chẳng theo về rồi ngậm đắng nuốt cay. Thánh hoàng ơi xin dung thứ cho tứ công nương, trẻ khóc mang hậu quả khó đo lường. Chuyện qua rồi tứ phò mã hãy cảm thông. Phụ dương sẽ hoài công thẳng ta sắp buồn bấy lâu chăm sóc dung trồng, một cõi xanh ba cành đua nở xinh tươi, nhãn gái rơi thì lá rụng qua tàn. Lại phụ hoàng tha thứ công nương, hùng dữ nào ăn thịt con mình, nhưng nếu ta trọng đãi thâm tình thì mặt mũi nào nhìn trẫm quan văn võ. Thiết Ngự Quân tơ loan tròn minh sang, chữ nhất kính tông phu hồng nhan bên chàng. Nơi cung hoàng quý thế thiếp yêu thương sầu cho tướng công, tháng năm đào lòng xin nguyên thề cư chồng chung gối chăng, có nhau đào hằng. Quy không chấp nề công nương, tình nghĩa ta từ nay dung bồi. Mong sau này dậy đôi bất niên, nàng giới hơn buồn riêng thắm xe hương duyên. Ta hứa từ nay
mà cám xưa tàn mờ. Hồi xót xa vui sống bao ngày qua, công nương tháo ngay thuần hoa ấm êm bên hoàng gia. Toại lòng ta trong các con thương yêu bên dạy ngầu, lòng nhân mừng vẽ vang, nước dân thêm nhàn ăn. Dạ, muôn tâu nhạc hoàng, xin nhạc hoàng hãy thứ tha cho công chúa. Dạ, chúng con từ nay trên dưới sẽ thuận hòa. Lần thứ nhất, trẫm thứ tha cho tất cả. Truyền mãi trào. Kìa, Thiên Hạnh cô nương. Kìa, thiếu gia, sao thiếu gia không an nghỉ? Làm sao ta an nghỉ cho được? Vì trước mắt của ta luôn ẩn hiện một bóng hình đã làm cho nhân đường này xao xuyến. Tiểu thư nào tốt phước được thiếu gia tha thiết tin yêu? Thiếu gia, thiếu gia có thể nào cho nô tỳ hân hạnh biết? Cô gái đó rất đẹp xinh và duyên dáng, tuy có ẩn mình trong lớp áo nôi tây, những mướt mà dung nghi hàng trăm anh cũng khó bì. Ta muốn tỏ lời yêu say đắm, những nghĩa trăm năm chỉ là điều xa xăm. Thiếu gia, ôi lòng thiếu gia là son vàng ngọc châu, nô tỳ từ đâu phước trời còn đói thương, cùng người sanh quy ngưỡng cán thương hòa chung lối chia sẻ niềm mơ. Không xa cách muôn trùng, không lạnh lùng thờ ơ, nàng chẳng là tiểu thơ hay công chúa điên vàng, nhưng rỡ ràng như sao sáng. Vài năm tháng bên nhau, Thiên Hạnh người tôi yêu là mộng ảo hay giữa trần, lời ông bướm nghe quá ân cần, kẻ vô phần diễm phúc được sao. Tâm thấy nào nào lưu
tâm đồng. Ta vừa tự thân tình mình chờ ngày hôn lễ rộn ràng dây tê hồng xuân tú bôi môi mềm cùng sánh đôi. Hứa nhau một lời dù phải thương đau cuộc đời cầu trời nguyện rằng muôn thu tình nhân đường không mơ phai giữa tim. Đôi lệ sầu vấn vương hai tình nhân đường nàng chẳng dương mang đoàn trường chờ ngày tình bài duyên tư mong trên tự thân người ban ước mơ. Dạ thưa mẹ. Dạ con kính lễ phu nhân. Con hãy ra tiệm trao lụa cho khách giùm mẹ. Dạ thưa mẹ con đi. Dạ con xin phép phu nhân con vào ạ. Con đứng lại đó cho ta hỏi chuyện. Dạ bẩm phu nhân. Bao ngày dài con nương náo Dương gia trang, ta rất thương mến và chẳng phân biệt tôn ti thượng hạ. Hôm nay ta mở lời muốn là nhận con làm nghĩa nữ Minh Linh. Đây là chiếc vòng ngọc kỷ vật của Dương gia trang, ta trao tặng cho con. Con hãy nhận để kết tình mẫu tử thâm giao. Dạ bẩm phu nhân, con là phận nô tỳ nào dám trèo cao. Dạ con xin phu nhân hãy lấy vòng lại ạ. Thôi được, nếu con từ chối không nhận làm nghĩa nữ thế thì thọ ơn Dương gia trang, con hãy hứa với ta một điều. Dạ xin phu nhân hãy nói, con thề con chẳng dám từ nan. Được lắm, con phải cắt đứt tơ tình với Tam công tử. Phu nhân con hiểu ta chân thành, không thể xe gì bỏ con đâu. Nhưng
ta mong con hãy hiểu. Dạ. Phu nhân đừng lo, ơn của Dương gia đã từng vi xương tạc dạ, đến nay đã có dịp báo đền, con lại dám phụ bỏ sao? Con tuy xuất thân dòng Hạ Tiện, nhưng cũng biết câu hổ đói môn đăng. Phu nhân, con xin phép phu nhân con lui ra ngoài. Phu nhân hãy an tâm, từ nay phu nhân sẽ được mãn nguyện. Con lui. Dạ. Yeah.